Dạ rồi, em xin phép chào hai anh chị. Hai anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? À, mình tên là Nguyễn Hoàng Long, mình đến từ Bình Chánh. Dạ, còn chị gái. Tên là Tăng Thị Linh Phương, cũng đến từ Bình Chánh luôn. Hôm nay hai anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ gì đây? Mình nhờ tìm em mình bỏ đi từ hôm ngày 2 tháng 4 đến nay. Ngày 2 tháng 4. Và hiện tại hôm nay là ngày 30 tháng 4. Đúng rồi. 28 ngày trời rồi. Chị là chị như thế nào? Chị là chị ruột. Còn anh trai này À, tôi là ông xã của người này. là chồng đúng không ạ? Đúng. Vợ anh họ tên là gì? Tăng Thị Thanh Thảo. Anh nói chuyện lớn lên giúp em nhé. Dạ. Chị bỏ đi từ ngày mùng 2 đúng không ạ? Đúng. Ngày đi đó là chị có mang theo thứ gì đi không anh? Ông nó đi nó chỉ chạy một chiếc xe Honda, một cái điện thoại, một cái căn cước công dân đi, một thẻ bảo hiểm. Khi đi đó là chị có viết thư viết từ hoặc là nhắn gửi gì cho anh không? Nó cũng có nói, nó cũng viết giấy rồi nó dặn nhỏ gái ở nhà chăm sóc em rồi này đó đó Tức là rồi. có viết thư từ nhắn gửi để lại đúng không Ừ. ạ? Anh có biết lý do gì mà vợ anh bỏ đi không? Chắc nghĩ gì cái áp lực cuộc sống hay là cái gì mình không biết, hay là nó buồn vì chuyện gia đình gì đó mình không biết nữa. Rồi tại vì ít ít hai chồng ít giao giao tiếp lắm, Là sao anh? Cụ thể là sao ạ? là dạng như trước lúc nó đi là gần tháng là dạng như hai chồng không nói chuyện luôn, Lý do gì mà hai vợ chồng không nói chuyện? cũng chẳng hiểu lý do luôn, Ôi trời đất ơi. Hỏi không trả lời. hỏi không trả lời. Cái thời gian mà gần ngày bỏ đi đó là vợ chồng anh có xảy ra cãi vã hoặc là cái chuyện gì đó trong gia đình không? Không không Vậy thì áp lực gia đình, và áp lực gia đình là áp lực gì ở đây đây anh? cũng chả cái biết là cái trong cái suy nghĩ đó làm sao mình còn không biết, thì mình nghĩ mình đoán vậy thôi, chứ cũng gia đình cũng đâu có cãi giả. Vợ anh là làm công việc gì? À, nó làm nghề tóc, Làm tóc đúng không ạ? Còn anh? tôi làm bên cơ khí. Anh thấy cái dấu hiệu mà gần cái ngày mùng 2 á, vợ anh có những cái dấu hiệu gì kỳ lạ và bất thường không? Không, nó cũng sáng nó cũng đưa con đi học này nọ rồi về nó cũng dọn dẹp nhà cửa là thôi, chứ cũng không có cái gì, nhưng mà chẳng như không có nói chuyện với nhau thôi, hỏi không bao giờ trả lời. Hai vợ chồng mình bao lâu rồi là không nói chuyện với nhau? Chắc một tháng. Cái nguyên nhân chính dẫn tới cái tình trạng mà hai vợ chồng không nói chuyện với nhau là gì? Anh? Không biết nó giận tôi cái chuyện gì, hay nó nói là tôi vô tâm hay gì đó, mà không có lo gia đình, không có nói chuyện hay tâm sự đó, tối ngày chỉ lo giờ đi làm mà kiếm tiền về có lãnh lương đưa cho nó thôi, chứ còn cái chuyện quan tâm khác thì nó nói tôi không quan tâm. Thường thường cuộc sống đời thường đó, anh có hay đưa vợ con đi chơi, đi du lịch hoặc là đi 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 dạo phố gì không? Không, ít lắm, công việc của tôi là sáng làm chiều tối mới về không à, Là mình làm công việc gì anh? là bên cơ khí. Cơ khí, còn vợ nhà làm tóc. Hai vợ chồng có hay tâm sự gần gũi nhau không? Lúc mà sau Tết đó, sau Tết thì vẫn còn bình thường, nhưng mà tự gần là cỡ bước qua tháng 3 là bắt đầu là có chuyện, là hỏi là không trả lời. Hỏi là không trả lời, Ừ. không nói năng gì hết. Đúng rồi. Mà anh là người lại không biết lý do là gì. Bản thân anh có gây ra cái lỗi, lầm lỗi gì với vợ không? Không, nghĩ là không. Anh có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt thì có chút chút. Say xỉn không anh? Ngày say xỉn thì về nhà cũng ngủ, chứ không có mà nhè hay là mang chuyện cũ ra kể hay là gây lộn với vợ, không có. Mình có la giày gì vợ hoặc đánh đập gì vợ không? Không, 20 năm mà không bao giờ có cái bạt tai. Theo như bản thân anh này, bản thân anh cảm thấy là mình có quan tâm vợ không? Có gần gũi với vợ không? Và có làm cho vợ buồn phiền điều gì đó không? Thì mình nghĩ cái đó là cái lý do quá, tại vì mình đi làm sáng mình làm là tới chiều tối mình về, nhiều khi có vài ba ly cái về mình tắm rửa rồi mình ngủ. Là không có nói chuyện gì với vợ con hết trơn. Là cứ ngày rồi qua ngày cứ diễn ra như vậy. Đúng không ạ? Dạ. Trời đất ơi, sao vợ chồng kỳ á? Vậy là cứ mạnh ai người nó ăn, là mạnh ai người nó sống hả? Không có, nhiều khi công việc của mình thì giờ vậy, nhưng mà về tới nhà thì nó cái công việc cái nghề của nó vẫn còn khách, nhiều khi nó làm nhiều khi tới 9-10 giờ không chừng. Làm tóc, nếu mà làm tóc ở quê thì thời điểm cao nhất làm 9 đến 10 giờ đêm, chỉ có dịp Tết thôi anh ạ. Chứ còn ngày thường thì chắc cũng cũng có, nhưng mà ít đúng không? Đúng rồi.
ngoài thường thì khách cũng lai dai. Vợ anh thường thường là có hay nói chuyện với anh không? Lúc trước Tết thì có, vẫn bình thường lắm. Đúng ra anh là người chồng, anh phải hiểu rõ nhất vợ chồng anh có cái chuyện gì, có mâu thuẫn gì mới đúng. Bây giờ hỏi anh cái gì anh cũng không biết thì em thua luôn rồi. Anh phải là người hiểu rõ nhất và người biết rõ nhất. Nếu anh mà không biết được thì chịu thua luôn. Chứ giờ nghĩ mấy cái tật xấu hay cái gì đó này nọ là mình không dính vô, mà mình nghĩ cái chuyện gì đó đâu mà nó giận. Anh thấy cái cách sinh hoạt của vợ anh cái thời gian gần đây như thế nào? Thì sáng nhiều khi sáng ra thì nó vẫn làm bình thường, nó vẫn đưa con đi học rồi xong tôi ở nhà rồi tôi đi làm thôi, giờ tới chiều tối rồi tôi mới về gặp nữa thôi, chứ còn cái sinh hoạt nó ban ngày là tôi không biết. Gọi là mọi thứ anh đều không biết hết. Vợ anh có xài điện thoại không? Có. Có thường xuyên lên mạng xã hội chơi không? Cái Zalo thì khi nó nhiều khi nó cũng đăng, tôi cũng có tương tác, nhưng mà có cái Facebook thì tôi không không biết. Vợ anh có chơi tốt tốt không? Không. Không ha. Có bao giờ anh nghe vợ anh gọi điện hoặc nói chuyện với ai đó không? Thì bạn bè nó em có chứ, đôi lúc vẫn có điện thoại nói chuyện qua lại. Vậy là anh không có nghi ngờ gì vợ anh hết trơn đúng không ạ? Không, không nghi ngờ. Và lần này vợ anh đi thì anh đang nghi ngờ điều gì đấy? Thì mình nghĩ nó buồn cái chuyện gì nó không tâm sự thôi, chứ giờ hỏi nghi ngờ thì khó nói lắm. Nghi ngờ thì nhiều khi mảng lắm, nhưng mà mình có cái là mình không có chính xác được. Anh thôi. Có cảm nhận rằng anh là người chồng có quan tâm vợ không? Cũng có lúc. Nhưng mà em hỏi anh là chuyện cái gì anh cũng không biết hết trơn. Anh phải chia sẻ lên đây, anh phải chia sẻ sự thật. Và anh biết gì thì anh chia sẻ như vậy, để cho anh em biết cách, biết hướng, để anh em giúp anh. Là sao chị? Ý là cũng nói cái điều chuyện của nó thì nhưng mà nhất là nó theo đạo đó để tìm hướng. Có thể là nó có nghe cái lời xúi dục của ai không biết, mà nó theo cái đạo nào, đạo khác và đạo Phật cũng không biết. Đạo là như thế nào, anh có thể chia sẻ chi tiết được không ạ? Khi giờ là ngày thường là nó không đốt nhang. Dọn hết rồi cúng xuống. Dọn chị hết. Nói lớn lên giúp em nào. Cái hình thờ á, nói chung cái hình thờ mẹ Quan Âm thường khi mình thờ theo cách truyền thống á, là bây giờ nó không thờ nữa. Rồi nhang là không có xài nhang cây. Nó chỉ xài nhang nụ thôi, là nó chỉ nhang trầm đúng không ạ? Nhang trầm là một tháng là chỉ cúng trong vòng 8 ngày thôi. Là những ngày đó nó nói là Phật sẽ về. Là chỉ đốt nhang, chỉ ăn chay, chỉ cúng kiến những ngày đó thôi. Còn bình thường là không cúng kiến. Còn cái vụ mà làm xong công việc thì cái lúc nó ngồi thiền thì nó cũng có chia sẻ với mình. Ví dụ lúc mà chị em nhắn tin với nhau, tôi bận tôi ngồi thiền. Mà được em rể đi chia sẻ thì cái khi mà nó ngồi thiền thì sẽ lần chuỗi và để những cái chai nước ở trước mặt. Là nó khi mà nó ngồi thiền xong là nó sẽ thổi cái gì vô trong những cái nước đó. Ông chào cả nhà. Chị là chị ruột, chị gái ruột đúng không ạ? Chị ruột. Vậy là từ bao lâu là chị nhận ra em mình như vậy? Trước Tết là nó có kể là những cái khách hớt tóc á, là ổng có tu bên cái đạo đó rồi không biết là tiếp xúc làm sao á, thì nó ổng ngồi ổng nói chuyện rồi ổng chỉ nó cúng kiến thờ cúng và theo cách vậy, mà những cái phiên âm của những cái bài kinh đó là giống như tiếng Miên. Dạ. Đó, rồi nó ngồi nhiều khi nó nói là cái những cái nước đó sẽ chữa được bệnh đồ này kia, nó cũng cho mình, nó cũng đem cho mấy đứa nhỏ uống giống như mà có phước có đồ này kia gì đó, thì mình cũng nghe vậy. Rồi nó cũng chỉ mình thờ cúng theo vậy, nhưng mà mình không có theo đặt khuôn theo nó. Là cái ngày Tết vừa rồi á, là dạ, không có rơi vào cái ngày ăn chay, nên là nó cũng không có cúng kiến gì trong nhà, tất tần tật không cúng kiến gì hết cái ngày Tết truyền thống của mình. Vậy là từ Tết cho tới giờ. Trước Tết. Là đã theo cái đó rồi, đã theo ăn chay, theo cúng kiến, theo đó là trên trang thờ là cúng khăn lược, xài đèn cây trắng, dầu thơm, xài đèn cây trắng nữa. Là nó cũng chỉ mình như vậy, nhưng mà mình nói là mình theo được cái gì thì theo thôi. Mình cũng có khuyên là nó nói là những cái đạo đó là người ta khuyên là những cái ngày ăn chay là không gần gũi chồng. Rồi mình cũng có khuyên là mình nói là giờ ấy, em còn nhỏ lắm, em còn vướng bận gia đình nên là em không có theo hẳn được đâu. Khi mà em lớn tuổi hơn á thì em theo hẳn. Mình cũng không ngờ là tại vì là cái
mình ở bên này nó ở bên kia thì cái lúc nào nó kể mình thì mình biết vậy thôi, còn cái thời gian mà nó ngồi thiền, sau này nó ngồi thiền nhiều quá thì mình cũng không phát hiện được. Tức là có chia sẻ với chị đúng không? Có, nó có chỉ mình cúng nữa mà, nó có chỉ. Vậy là từ khi mà em gái của chị tham gia gọi là cái đạo gì đó thì chị thấy là em gái mình có những cái dấu hiệu bất thường và có những cái hành động rất là kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là cái thời điểm sau Tết thôi, còn trước đó thì chị em vẫn vui vẻ, vẫn bình thường. Hẳn là cái tháng Giêng á thì nó vẫn nói chuyện vẫn bình thường nhất có thể. Rồi cái qua tới tháng 2 là hầu như là mình thấy ít có nói chuyện, ít nhắn tin. Thường lúc trước là chị em nói chuyện có khiên tiếng hơn, là cái thời gian sau này mình nhắn tin thì nó chỉ thả tim thôi. Rồi mình hỏi gì thì nó nói do nó bận rộn quá. Vậy là em gái của chị cũng có rủ chị để tham gia đúng không? Nói chung rủ thì không rủ, nhưng mà dạng như chỉ chia sẻ đồ này kia cho mình ăn chay những cái ngày trong tháng đó, 8 ngày ăn chay đó. Rồi mình cũng nghĩ là mình ăn chay cũng tốt nên là mình cũng theo. Dạ. Cái nói chung là cái nào mình hợp lý theo cái bình thường thì mình cũng theo. Nhưng mà cái phiên âm của cái bài kinh đó là nó lạ lắm, nó không có giống như cái tiếng Việt của mình. Theo như chị thì chị thấy cái đạo đó là ra sao? Cái đạo đó thì người ta chia sẻ, người ta chỉ cúng là Phật thôi, cũng cúng Phật thôi. Chứ ngoài ra thì mình cũng không thấy lạ gì nên mình cũng không có nghi ngờ nữa. Tại mình cũng có nghe cái đạo gì Đức Chúa Trời gì đó, nhưng mà mình không có tìm hiểu, không có Đức Thánh Chúa Trời. Đức Thánh Chúa Trời mình không tìm hiểu vùng đó, mình cũng không hiểu là cái đó là của cái đạo đó hay là cái gì, nên mình không có kiến thức đó, nên mình không có nhận ra. Nhưng mà những cái hành động, những cái bài kinh, những cái cách cúng kiến thì mình nghĩ là vậy thôi, chứ mình cũng không có. Cái đạo Đức Thánh Chúa Trời đó thường thường là những người tham gia là bị u mê, và thường thường là không có thờ cúng tổ tiên đâu. Đúng rồi, không có thờ cúng. Nhiều trường hợp khi mà trước đây thì rất nhiều kênh truyền thông đăng tải lên là nhiều trường hợp khi mà những người tham gia đạo Đức Thánh Chúa Trời là về nhà thậm chí là đập bắt nhang tổ tiên luôn, không có cúng bái gì hết á. Cái này thì em gái nhà mình có như vậy không? Nó vẫn cúng, vẫn còn để bắt nhang, nhưng mà hình mẹ Quan Âm á thì đã đem xuống. Cái bàn thiên á, thường mình cúng ở trên với ở dưới á, thì bây giờ ở dưới là nó nói không cần cúng. Người ta nói là chỉ cần như vậy là thôi. Vậy tại sao chị là chị ruột mà chị có ở chung nhà không? Không, giờ thì mỗi người có gia đình thì mỗi người ở đi. Chị không ở chung nhà mà chị biết rất rõ, nhưng mà thật sự thì anh trai đây, anh là chồng nhưng mà anh chẳng biết gì, thì em thấy cái điều đó là hơi lạ lạ. Tại vì đúng không ạ? Cái cách chị em nhiều khi chia sẻ cúng kiến đây thì không quan tâm. Nói chung là trong nhà chuyện mình theo mình biết đó, thì cái chuyện sinh hoạt trong nhà là do nó quyết định hết. Mà nó sống thì nội tâm lắm, nhưng mà nhiều khi cái chuyện đó nếu mà nó lớn đi chăng nữa, khi mà nó vui vẻ thì chuyện đó cũng sẽ qua. Còn khi mà cái chuyện đó là nhỏ nhưng mà cái lúc tâm trạng không tốt thì nó cũng sẽ là cái vấn đề. Mình hiểu cái tính của em mình. Tới giờ phút này là bản thân chị là một người chị gái, chị đang lo lắng nhất em gái mình những ngày qua ở bên ngoài sẽ gặp điều gì đây? Mình chỉ sợ là nếu mà mình khi mà mình nghe những cái thông tin về cái đạo giáo đó thì mình nghĩ là sợ là em không ăn uống, là những cái là ảnh hưởng tới thần kinh. Với lại là mình thấy con nó nhà tụ á, không có liên lạc được luôn, là khi mà nó ra khỏi nhà là mình hoàn toàn không có liên lạc được luôn. Vậy là chị rất sợ rằng em gái nhà mình có thể là u mê đi theo con đường đó đúng không ạ? Sợ rằng bị cuốn, bị rủ dê. Đúng rồi. Và những ngày qua không biết là ở bên ngoài như thế nào, có được khỏe hay không, và bây giờ ra sao. Đó là điều mà chị cũng như là anh trai đây rất lo lắng. Anh hãy nói một điều gì đó với vợ của anh đi. Hy vọng vợ của anh xem được video này, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Em à, nhiều khi có những vất vả, nhiều khi có những cái buồn mà trong cuộc sống mà em phải chịu đựng mà không có nói ra được. Bây giờ em đi như vậy bỏ hai đứa con ở nhà tội quá. Nếu mà em có coi được cái clip video này thì em về cùng anh làm lại gia đình và nuôi hai con. Vậy thôi. Trong gần một tháng trời qua anh đã đi tìm vợ anh ở nơi nào rồi? Mấy bệnh viện đi thì tôi là đàn ông nên mấy bệnh viện phụ nữ đó là tôi chỉ đi thôi, rồi còn mấy bà chị bà sẽ có trách nhiệm, bà đi vô mấy cái phòng đó đặng bà kiếm. Tức là mình đã cũng đi tìm kiếm nhiều nơi rồi đúng không? Anh có cảm thấy rằng cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng của anh là người chồng ít quan tâm vợ không? Anh có cảm nhận điều đó không? Chắc vậy. Khi vợ anh về thì anh có thay đổi cái lối sống cũng như là quan tâm gần gũi với vợ nhiều hơn không? Nói chung thì từ hồi lúc mà hai chồng mà không nói chuyện, mình đã tập dần thay đổi, mình nói nó là mình sẽ thay đổi.
Nhưng mà lúc đó là nó không bao giờ nó trả lời tôi cái gì hết. Cái chuyện mà đây là chị đúng không ạ? Cái chuyện mà chị vợ anh chia sẻ đó anh có biết không? Cái chuyện mà theo đạo á. Theo đạo thì tôi cũng có nghe một vài người nói mà dạng như không, cái đạo thì mình ý của em á là vợ anh như vậy á, anh có biết không? Biết chứ. Biết sao lúc nãy anh không có chia sẻ? Vì do rối quá rồi này kia đó, giờ cũng không có nhớ hết cái lời. Tại vì đây hai chị em làm chung nhau mà. Đây làm chung công ty luôn. Chị hãy nói một điều gì đó với em gái của chị đi. Giờ chỉ mong là em mà có thấy được cái clip này thì em về với nhà lo cho hai đứa con. Hy vọng rằng là chị gái xem được video này thấy chồng của chị cũng như là chị gái của chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm chị thì chị đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với chồng, với con và với gia đình. Bởi vì tới giờ phút này thì chị đi là gần một tháng trời rồi. Cả gia đình có bỏ hết công ăn việc làm cũng như là tinh thần là xáo trộn hết để đi tìm chị khắp nơi. Thì mong rằng là chị đang ở phương trời nào đó có chuyện gì đi chăng nữa thì quay về đoàn tụ với gia đình để gia đình cùng nhau giải quyết tất cả mọi chuyện. Thì cái sự việc của anh cũng như của chị thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí và giúp đỡ hết sức có thể. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để anh thì tìm vợ còn chị thì tìm em. Hai anh chị có đồng đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ cũng như là tìm em gái của chị không? Dạ có. Anh đồng ý không ạ? Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như là khuyên chị gái sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Cuối video này thì em chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là chị gái này sớm quay trở về đoàn tụ với chồng cũng như là về với gia đình nhá. Em xin phép chào anh chị. Dạ. Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.